Dạ rồi, em chào mọi người. Em là Trung Nguyễn đây. Thì lâu lắm rồi mới về được em đang xì bo bóng của những gì. Nẹp bóng này, mặt nạ nhỏ bóng này, nẹp phía sau bóng luôn nè, cảng cũng sơn bóng luôn. Đó, thì hôm nay về được em này. Hôm nay là nhập ý 150 của những gì nha. Em đang quay số máy của những gì xem. Số máy là 103. Đây, 103 6 109. Đó, thì con xe này là nó nhập ý 150 2010 của chính gì. Xe thì chủ trước người ta đã dán keo nguyên chiếc rồi, từ dần đen dần trắng người ta dán keo nguyên chiếc rồi của chính gì. Dán keo nguyên chiếc hết. Đây, của chúng chị nhìn thấy nó vàng vàng như thế này nè, đó là người ta đã dán keo rồi nha. Đó, dán keo hết rồi. Em vào dàn chân trước của chúng chị xem. Thì đầu tiên cái xe này có cái ngon á là của những chị nào mua được xe này là mình được cặp vỏ lên lốp luôn nè. Đó, được cặp vỏ lên lốp luôn. Và cặp vỏ này thì bây giờ của những chị biết vỏ lên lốp nó rất là hiếm vỏ, không có vỏ luôn. Thì bây giờ giá nó lên tới 6 triệu mấy mà nó không có vỏ của những chị. Đó, thì sẵn xe này của những chị nào mua xe này là được cặp vỏ lên lốp nè. Đó, mâm là đen, phuộc đen nè. Tất nhiên những cái này là mình có bắn lại rồi nha. Dàn chân dĩa nó còn rất là dày như thế này. Đó, chúng chị thấy nè, rất là đẹp nha cô chú chị. Màu đen, không có trầy trụi gì hết. Xe này cũng chưa có rửa ráy gì luôn. Đó, mới lấy về còn bám bụi về quay cô chú chị xem luôn. Đó, quay như thế này nó mới thực tế cô chú chị á. Thì cái đen xì bao bóng thì nó đi nguyên combo luôn. Đó, keo nè, cô chú chị thấy dán keo nè. Còn cái kính này cô chú chị thích nè, em tặng luôn cái kính của chú chị nha. Đó, 103. Thì cái keo này nó cũng đã xuống màu rồi của chú chị mình, mà không thích thì về của chú chị có thể dán lại cái keo mới nha. Đó, tem bọng cũng còn nè, này là tem dán thêm thôi. Nói chung xe này thì đi đang xì bo, cái lường nó cũng đen luôn của chú chị nha. Bô e khách cũng còn cũng dán keo luôn nè, nhìn vô không biết luôn á. Đây của chú chị thấy nè, quang dán keo nữa. Nồi đây thì còn mới tinh, không có trầy trụi hết. Xe lấy về mà cái này như thế này là chủ người ta đi cũng ok lắm của chú chị nha. Rồi, đây 103 nè, 150 phuộc rồi cũng còn đẹp lắm nha. Chung xe này chắc xe nó vẫn còn khá của chú chị. Nhìn vào thì từng chi tiết của nó thì cũng ok hết. Đây, chú chị thấy đĩa sau nè. Thì những xe mua như thế này của chú chị thấy không? Thì những người chủ mà người ta đã thay thế những cái đồ cho xe rồi thì em mua những xe này về là chỉ đúng kiểu là rửa nước thôi á. Dĩa sau nó còn cỡ này thì cũng không cần phải thay thế hết. Nói chung mua xe này về là cũng khỏe em, mà khỏe thợ nữa. Những người thợ người ta, những anh em thợ mua những xe này về chắc cảnh khoái lắm. Khoái cái là không có phải làm cái gì nhiều, chỉ cần đi rửa xong mở thùng ra rửa rồi ok rồi. Bô bọng nó cũng còn đẹp nè, gấp nè. Anh chị thấy mâm lửa cũng còn ok nha. Cái da yên này cũng còn đẹp. Nói chung là xe này thì mọi thứ nó cũng còn sử dụng trong tình trạng đang sử dụng được hết, không có cần phải thay thế cái gì. Mua bên sườn cũng còn rất là đẹp nữa anh chị. Dàn áo này thì nó hơi đục tại vì keo ở ngoài của anh chị. Đây của anh chị nhìn lớp nè. Lớp này sẽ thấy nó khác nhau nè. Không biết trên này trên video nhìn có thấy khác không? Đó thì ở ngoài cái lớp keo thì nó hơi vàng, còn ở trong này thì nó còn trắng nè, nó sẽ khác nhau. Xe này thì em mở thùng sẵn luôn quay của chú anh chị mình xem. Nổi cái đồ ở ngoài nha, thì đồ trắng nè, đồ trắng đồ đen nè của chú anh chị, không có cần phải thay thế hay là dặm tút bất cứ chi tiết nào ở ngoài đây hết á. Tại vì khách người ta đi cũng rất là kỹ, những cái chi tiết này nó rất là đẹp rồi, không có trầy trụi, cái tay nắm cũng không có trầy mà rất là đẹp. Thì đây, của chúng chị xem nè. Trong thùng xe này nó cũng ở mức rất là khá của chúng chị. Những thùng thì còn dơ, chưa có sạch, chưa có rửa được. Thì khách đi thì không bao giờ rửa trong thùng hết đó. Đó, của chúng chị thấy đó. Đó, nó còn bụi bẩn như thế này. Của chúng chị thấy không? Bụi bẩn rất là nhiều. Đó. Bát biết thì nó cũng còn ok. Nói chung xe này rửa lên là cũng đẹp lắm. Sạc nè. Sạc từ đây thì rắc rồi cũng còn y nguyên hết. Nói chung là anh khách này
ảnh đi xe này anh cũng còn giữ cái sạc, được cái sạc zin, được còn đường điện là zin, đường điện được rồi dắt rồi còn y nguyên hết nha, còn zin hết rồi. Thì cái xe này đây cô chú chị thấy nè, nắp chao này, nắp chao này nó mở rồi cô chú chị nhé, đó chao này mở thay cái ron này rồi. Thì nói chung của chú anh chị mình cứ thoải mái tới cái việc này, của chú anh chị mình cứ dẫn thợ thầy tới em bao cho mọi người là đầu chưa rớt đó, là máy móc là còn nguyên zin đó. Của chú anh chị mình ok, cứ thấy hợp lý, giá cả hợp lý của chú anh chị dẫn thợ thầy tới em, để của chú anh chị thợ thầy coi thoải mái. Nói chung đúng như em mô tả thì của chú anh chị mua, còn không đúng của chú anh chị, không đúng như em mô tả thì của chú anh chị cứ có quyền lựa chọn thôi. Dạ đường nước nè của chú anh chị, đó đường nước cũng còn rất là đẹp nha. Thì với một xe 103 thị trường bây giờ em còn một còn con này mới về nè, một con 103 màu bạc nè, cũng cũng tình trạng thì giống con này luôn, là chao đã mở rồi, máy móc là nguyên zin. Hai con 103 một chiếc là xe dàn áo sơn zin màu đỏ, một chiếc là dàn áo sơn zin màu trắng. Cái màu trắng thì 180 mấy triệu, cái màu đỏ cũng 180 mấy triệu như vậy nha. Còn cái con này nè, con này hiện tại thì em đang bán của chú anh chị với cái giá là 172 triệu, là nó bằng con màu bạc luôn. Cái con màu bạc em đang còn, con màu bạc y chang này nè, y chang cái con này, nó cũng đi nẹp đen, nó cũng đi mặt nạ nhỏ đen, cái tai này đen nhưng mà dàn áo nó là màu bạc. Đó thì xe đó em cũng đang bán giá là 172 triệu, còn xe này cũng đang giá là 172 triệu. Đó thì cô chú anh chị có rất là nhiều lựa chọn nha. Còn hai con mà sơn zin trao chưa mở thì giá khoảng 180 mấy triệu, nó phải mắc hơn đó. Thì tùy vào cô chú anh chị mình lựa chọn giá cả tầm tiền bao nhiêu thì em cũng đều có xe hết, từ 100 tới 110 em đều có xe hết cô chú anh chị nha. Thì tùy của chú anh chị mà tầm tiền nào của chú anh chị cũng có được cái xe của chú anh chị vừa ý hết á, quan trọng là của chú anh chị có ok hay không thôi, chứ còn xe là em có đầy đủ. Dạ dạ rồi, thì con xe với 103 nhập ý 150 như này, giá em đang bán chính xác con này là 172 triệu đó. Và một em 103 màu bạc tình trạng giống con này, là máy móc nguyên zin, chao có mở rồi, 172 triệu. Một con màu trắng dàn áo sơn zin 182 triệu. Còn một con màu đỏ dàn áo màu đỏ sơn zin chao chưa mở, nó cũng là 188 triệu. Dạ rồi, cô chú anh chị có nhu cầu alo em nha. Đó là những con 103. Cô chú anh chị có nhu cầu những xe khác có thể liên hệ Zalo em, sẽ gửi cho mọi người xem nha. Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết clip này, giữa hàng vạn clip rất hay ngoài kia. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Chào mọi người.